Và cái này tâm mình không thiệt, cho nên mình nói cho cái lời không thiệt, mình cái lời không thiệt đó sai lầm, bị người ta giận, thì mình biết cải đổi bằng cái sám hối, thì đó là chuyển được. Như vậy cái nghiệp là cái chuyển được, trừ khi nó quá là nặng, nó trở thành định nghiệp thì cái đó mới khó chuyển, chứ chưa thành định nghiệp thì mình chuyển được. Do đó cho nên đứng về cái gốc tạo nghiệp là đã giả dối, đứng về cái quả của nó thì cũng là tạm bợ, cho nên mình mới chuyển được. Như vậy thì nghiệp là cái chuyển được, là cái không thiệt. Mình đã là không thiệt cho nên mình thành tâm sám hối, đó là để chuyển nghiệp. Mà mình chuyển từ gốc đến ngọn, phải không? Gốc là tâm mình không có tái phạm, không có khởi nghĩ về cái phần đó nữa, thì cái nghiệp đó nó sẽ dừng. Rồi cái ngọn là biết dùng mọi hành động, mọi cái hành động mà từ niệm, từ thân để tạo thêm, để gây thêm nữa, để dừng, ý dừng, thân niệm dừng, thì cái nghiệp đó nó sẽ hết. Đó là nói ra cái nghĩa ở đây. Như vậy thì nếu chúng ta thành tâm sám hối mà gốc từ tâm, từ ý mình chuyển, thì tất cả theo đó chuyển, nó có thể hết chứ không có còn. Nhưng mà tôi dẫn cái câu của Ngài Quyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, thì nói là Ngài nói liệu thiệt nghiệp chướng bản lai không, vì liệu ưng tu hoặc túc trái. Cái câu này làm cho nhiều người họ nghi ngờ thêm đó. Cho nên cái đoạn này tôi sẽ nói qua. Nhưng thiền sư Hạo Nguyệt nghi ngờ, hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm rằng: Ngài Vũng Gia Quyền Giác nói liệu tiết nghiệp chướng bản lai không, vì liệu ưng tu hoặc túc trái là sao? Trong lịch sử thiền tông, tổ sư tử ngộ đạo rồi, ngài bị vua Kế Tân chặt đầu, tổ Quệ Khả ngộ đạo rồi, ngài bị chết trong tù. Như vậy hai vị đó có liễu hay không? Nếu liễu rồi thì sao lại phải đền nợ? Lẽ ra liễu thì nghiệp trước bản lai không, mà sao lại bị cắt đầu, sao lại bị bắt giam trong khám rồi chết? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời cho ổn được. Ngài Trường Sa Cánh Sầm trả lời: Đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hạo Nguyệt hỏi: Thế nào là nghiệp chướng? Bản lai không. Thế nào là nghiệp chướng? Ngài đáp: Bản lai không. Nghe câu trả lời như vậy, chúng ta có hài lòng chưa? Thì Ngài nói rằng đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Ông Hạo Nguyệt hỏi lại: Thế nào là nghiệp chướng? Ngài trả lời: Bản lai không. Nghe câu trả lời như vậy, chúng ta có hài lòng chưa? Riêng tôi thì rất hài lòng. Tại sao vậy? Tôi ví dụ, nếu quý vị biết ngôn ngữ thể tánh là không, do duyên hợp tức là hơi và lưỡi mới phát ra thành lời. Như thế chúng ta vô tình phát ra lời gì khiến cho người nghe bất bình, tức là chúng ta đã tạo nghiệp dữ rồi. Người nghe đã bất bình thì họ có tha mình đâu. Mình nói lỡ lời để người ta giận, ta cũng trả lại lời gì để mình tức. Nếu mình biết thể tánh của ngôn ngữ là không, duyên hợp giả có, thì bị mắng lại mình đâu nên giận, đâu có phiền, chỉ cười thôi. Biết tánh của ngôn ngữ là không là đã liễu rồi. Như vậy mình có trả kịp hay không? Tuy trả mà không trả, khó là ở chỗ đó. Nếu mình chưa liễu, lỡ nói mít lòng người, bị người mắng lại thì mình đau khổ, thở vắng than dài. Cái đau khổ ấy là mình chưa hiểu vậy. Cái đoạn này tôi nói cho quý vị thấy rõ thêm. Bởi vì cái câu liễu tiết nghiệp chứ bản lai không, vì liễu tu hoạch tức trái, thì câu đó thiền sư Hạo Nguyệt nghi quá, dẫn hai cái sự tích của tổ sư tử
Ấn Độ, sự thuyết của Tổ Bà Xã ở Trung Hoa. Hai vị tổ này đều chết một cách theo chúng ta nói là đau đớn, phải không? Một vị thì bị chặt đầu, một vị thì bị nhốt trong cáp chết luôn. Như vậy thì ai mà không hiểu là hai vị đó đã ngộ đạo, không ngộ đạo sao là tổ, mà ngộ đạo tức là liễu rồi. Mình liễu rồi tại sao việc trước muộn hay không, bây giờ lại bị kẹt như vậy. Như vậy thì trước muộn là gì? Lại muộn rồi, phải là không rồi đó. Như vậy thì cái nghi đó là cái nghi rất hợp lý. Nhưng mà đang ra hỏi này Trường Sa, Ngài trả lời nữa nè, đại đức chưa hiểu nghiệp trước. Như vậy thì ông chưa hiểu hai cái nghiệp trước. Ngài Hậu Nguyên hỏi, thế nào là nghiệp trước? Thì Ngài Trường Sa Cảnh Sạch đã là lời rằng, bản lai không. Bản lai không. Như vậy thì nghiệp trước xưa nay là không. Bởi không mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta thấy nó có. Thấy nó có thì tức là phải trả. Còn thấy nó không á, thì không có trả. Không có trả nghĩa là sao? Ở đây tôi dẫn sơ sơ, tôi nói rằng ví dụ người ta mắng mình, mà do gốc từ mình nói xấu người ta, ta giận, ta mới mắng. Thì như vậy khi người ta mắng chửi mình, mà mình biết cái lời mắng chửi không thiệt, nhưng mà khi mình mắng chửi người ta thì người ta nói chỉ mắng chửi đó là thiệt, thì người ta nói mắng chửi là thiệt thì họ phải trả, bị trả thù, phải không? Còn khi họ trả thù mà chúng ta biết mắng chửi là không thiệt, nhớ người ta chửi người ta mắng mình cười thôi không có gì hết, thì sao? Có trả hay không trả? Cũng bị mắng chửi mà giới trong tâm niệm mình thấy có trả gì đó, đó là trò chơi không thiệt. Còn nếu mình thấy trả thiệt thì sao? Thì nổi giận, thì bực tức. Sở dĩ ngày nay chúng ta phải trả nghiệp là vì chúng ta cho nó là thiệt. Khi chúng ta mắng chửi người, chúng ta cho cái mắng chửi của mình là thiệt. Khi bị người mắng chửi lại, chúng ta cũng cho nó là thiệt. Cho nên nghiệp nó thiệt. Còn nếu mình lỡ làm cái gì vô tình mà làm cho ta phiền, người ta lại cho mắng chửi mình, mình biết cái mắng chửi là không thiệt, thì tuy bị mắng chửi mà thấy không có gì hết, cười thôi. Mà bây giờ có mấy người bị mắng chửi mà cười? Có mấy người? Ở đây ai dám giơ tay không? Tôi là người bị mắng chửi vẫn cười. Có không? Tôi thì cũng khá đó mà thì chưa dám. Chưa dám nhận cái đó. Vì nhận cái đó còn khó đó. Sợ tôi thử. Sợ tôi thử rồi cái này làm không được. Mất quyền tín. Đó là cái điều mà tất cả tăng ni ai cũng có một phần tính rồi đó. Mà cũng còn hơi sợ. Bởi vì chúng ta tuy học lý thì biết, nhưng mà gặp sự thì quên. Cho nên rồi nó có những cái khó đó. Vì vậy mà nếu mình thật là hiểu nó thì nghiệp trước phải là không. Cho nên khi mà Thiền sư Trường Sa Cảnh Sạch trả lời hỏi thế nào là nghiệp trước, bản là không, nghĩa là cái bản chất hay là cái gốc của nghiệp trước là không. Không bởi vì nó phát xuất từ cái duyên ảo là giả dối để làm gì có thật được. Nhưng mà vì mình mê lầm thì nó biến thành thật. Cho nên tất cả những cái điều gì nó xảy ra, nó đến với mình đều thấy thật. Quý vị chắc nghe tôi kể nhiều lần rồi, Đức Phật có bị chửi không? Mà Ngài thấy nó là sao? Nếu Ngài thấy thiệt như mình thì chắc Ngài không thể nào ung dung mà đi cái tự tại được, phải không? Mà bị chửi Ngài vẫn đi cái ung dung tự tại thì Ngài thấy là sao? Bởi vậy Ngài mới hỏi lại, những người đem đồ tặng người ta, quà tặng ta đang không nhận, thì trở
Thì thấy cái gì cũng không. Còn người đang trong đó thì thấy cái gì cũng có.
trên thì Ngài đứng trên chủ quan của Ngài. Ngài nhìn thế nào, thấy thế nào thì Ngài trả lời thế ấy. Cho nên cái gì Ngài cũng nói xong. Như vậy thì Ngài cảnh sanh nói không là nói theo cái chủ quan của Ngài. Ngài Tây Đường nó có là nói theo cái gì? Nói là cái khách quan người hỏi. Thấy không? Người hỏi khách quan là họ có gia đình thì Ngài nói có. Như vậy thì cái trả lời đó chúng ta nghe nó vừa vui mà nó có cái lý thú rõ ràng. Ở trong hoàn cảnh người thực liễu không thì hỏi cái gì cũng nói không, còn người còn mê thì phải nói cái gì cũng có. Như vậy thì cái gì cũng có là lúc chúng ta ở trường hợp nào. Còn nói cái gì cũng không là ở trường hợp nào chúng ta hiểu rõ, không nghi ngờ. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy câu trả lời có hay không là tùy theo người hỏi. Nếu một bề nói không, đó là chắc không. Còn nếu biết tùy người nói có, tùy người nói không, thì không phải là chắc không. Và thượng cảnh sanh liễu rồi, nên Ngài nói tất cả là không. Ông cư sĩ chưa liễu, nên Ngài Tây Đường phải nói với ông là có. Như vậy, chúng ta thấy các thiền sư nói chuyện khó hiểu là vì tùy nơi người chấp mà trả lời. Câu chuyện thứ hai như sau. Có người đến hỏi Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, bạch hòa thượng, con chó có là tánh không? Ngài đáp không. Ông hỏi tiếp, tại sao trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có là tánh mà riêng con chó không có là tánh? Ngài trả lời đơn giản, vì bị nghiệp chướng che đậy cho nên nói không. Con chó không thấy, không biết là tánh, tuy có mà cũng như không. Có người khác tới hỏi, bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài đáp có. Ông ấy lại hỏi, đã có Phật tánh vì sao chui vào bản da nhơ nhớp như vậy? Ngài trả lời, vì biết mà cố phạm. Biết là trí tuệ, là Phật tánh mà không tránh lỗi nên phải gọi là thú chui vào bản da. Giá trị của thiền sư là tùy trình độ của người hỏi, biết trả lời thế nào cho hợp lý, đừng để sai lầm. Đó, thì chúng ta thêm một cái hình ảnh nữa. Hình ảnh con chó có phần tánh không? Thì thường thì trong kinh nói, tất cả chúng sanh đều có phần tánh, phải không? Chúng sanh đều có phần tánh. Như vậy thì ông khách này hỏi thiền sư Tùng Thẩm, con chó có Phật tánh không? Nếu theo hỏi chúng ta thì chúng ta nói sao? 100% mới có, phải không? Có. Nhưng mà Ngài lại nói không. Thì ông cư sĩ này, ông đã đọc kinh Đại Thừa nhiều rồi, nên ông nói trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó không có? Thì nếu mình bị chặt lên câu nói chắc khó trả lời. Nhưng mà Ngài trả lời rất là rõ. Thì Ngài trả lời là vì bị nghiệp thuyết che đậy. Vì bị nghiệp thuyết che đậy. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà chúng sanh nào bị nghiệp thuyết che đậy thì không thấy. Không thấy cho nên không có. Rồi ông đó, ông khác lại hỏi Ngài, con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Mà Phật tánh là sáng suốt. Mà đã có Phật tánh thì tức là có cái sáng suốt. Thì ông mới hỏi, nếu có Phật tánh tại sao lại chui vào đảng da lông lá lụt xuống này? Thì Ngài nói, vì biết mà cố phạm. Những cái câu đó nó ra của mình thật là thấm, phải không? Biết mà cố phạm. Biết tức là sáng suốt mà cố phạm bị nghiệp dẫn. Cái chỗ này hai cái hình ảnh thật là hay. Hình ở trên vì nghiệp thuyết che đậy có mà không thấy. Tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà vì cái nghiệp thuyết cái thuyết che nên mù mịt không thấy. Cũng như đêm rằm có trăng sáng, nhưng bây giờ mây đen kéo mịt mịt, vậy không có hở chút nào,
thì chúng ta có thể thấy ánh sáng rồi. Mà không thấy ánh sáng là không thấy trăng. Thì có người nói, đêm nay có trăng không? Thì trả lời sao? Nhìn nó thấy thì nó không. Nhìn nó trời nó thấy trăng, nó không. Hãy đêm rằm nào cũng có trăng, tại sao đêm rằm này không trăng? Thì nói sao? Tại mây che mù mịt, không thấy thì nó nói là không. Thì cái đó mới biết rằng nơi chúng ta ai cũng có tánh giác. Tánh giác là cái sẵn của mọi người, không ai thiếu. Mà tại sao có người tỉnh, có người mê? Sở dĩ mê không thấy bởi vì cái nghiệp thức của họ nó dày đặc. Nghiệp thức dày đặc cho nên không thấy. Chúng ta tu dẹp bớt những nghiệp thức đó thì Phật tánh hiện lộ, chứ không có gì hết. Cũng như mây tan thì mặt trăng hiện, tuy có mà bị che nhưng không. Miễn tan hết mây thì tình đó nó có thiện. Còn ở dưới thì Ngài đã có. Ngài có Phật tánh không có. Thì con chó đã có Phật tánh thì tức là có cái sáng suốt. Mà có sáng suốt tại sao chết rồi lại tìm cái chỗ như là lạc con chó, là chui vào cái đại gia nhơ nhớ lông lá mùi xù này? Thì đã vì biết mà cố phạm. Cái câu này nó một cái ngọn roi đánh đào thấu xương mình, phải không? Biết mà cố phạm. Ở trong đây quý vị có biết chưa? Biết chưa? Mà thỉnh thoảng có phạm không? Biết mà phạm tức là cố phạm thôi. Mà biết cái đó quấy, cái đó sai mà vẫn làm, thì đó biết mà cố phạm. Tôi nói ví dụ như rượu thì người tu Phật cấm không được uống, phải không? Ai cũng biết điều đó hết. Nhưng mà giả sử đi đâu đó vị bạn bè rủ, người trong bốn người ba người ngồi xuống, rồi mình biết ngồi xuống quán này là lỗi, mà ba người ngồi được mình đi cực kỳ cũng để được ngồi theo, phải không? Ngồi xuống quán bưng ly rượu thì biết đó là phạm tội hay không phạm? Phạm. Mà lỡ ta uống mình không uống thì sợ người ta cười quên ráng uống chứ, phải không? Như vậy đó phải là biết mà cố phạm, phải không? Mà ở đời tôi nói ví dụ nó nhỏ chứ nhiều cái khác nó lớn hơn nữa, thì biết nó là sai mà vẫn làm, vẫn nói, cho nên gọi là biết mà cố phạm. Vẫn làm sai, vẫn nói sai, trong khi mình biết nó là sai mà vẫn làm, vẫn nói, đó là mình làm chủ được chưa? Chưa có hoàn toàn làm chủ. Mà chưa là toàn hoàn toàn làm chủ thì tức là bị nghiệp làm chủ ngược bên mình. Nghiệp nó dẫn mình. Mà nghiệp nó dẫn mình tức là mình đã sáng suốt mà không làm chủ được, nên bị nghiệp nó dẫn. Thì khi chết cũng vậy, mình có Phật tánh là sáng, nhưng mà nghiệp mặt đó nó lôi mình trút vào đó, mình phải chịu đó. Như vậy thì mới thấy cái sức trí tuệ mình nó có nhưng yếu. Bởi yếu cho nên nghiệp mạnh nó lôi dẫn mình đi. Vì vậy cái người tu phải ráng tu cho cái trí tuệ mình rất là sáng, cái đạo lực mình rất là mạnh thì mới thắng được cái nghiệp. Không thì cũng bị nghiệp nó lôi, nghiệp nó dẫn. Nên quý vị thấy có người, nhiều người giảng kinh thao thao bất tuyệt, thấy không? Lên tòa ngồi giảng nghe người ta say sưa, mà thỉnh thoảng sao? Thỉnh thoảng người đó cũng bị lỗi lầm, giảng cho người ta nghe mà trái lại mình phạm lỗi lầm, thì đó sao? Biết mà cố phạm. Bây giờ cái gì chứ trong cái cuộc lòng tôi nghe biết mà cố phạm thì có Phật tánh.
Như vậy nghiệp đối với người điều đạo không có thật, cho nên nói bản lai không, thân là quỷ quá, còn tưởng là hư ảo, thì nghiệp làm sao gặp được? Chỉ cho duyên hợp giả có gì là quan trọng. Đối với người chưa điều đạo thì thân thật, tâm cũng thật, nghiệp thì nghiệp làm sao không thật được. Đến cần cảnh bên ngoài là thật có hay là không? Ví như cái bàn ở trước mặt chúng ta là có hay là không? Với con mắt phàm tục thì cái bàn là có thật, là thật có. Nhưng với con mắt trí tuệ bát nhã thì cái bàn thể tánh là không. Do duyên hợp giả có, như hiện nay chúng tôi đưa bàn tay lên rồi co nắm ngón lại thành nắm tay. Như vậy nắm tay này là có hay là không? Khi chưa co nắm ngón lại thì nắm tay không có. Khi nắm ngón tay co lại thì gọi đó là nắm tay. Trong nắm tay này phân tích mỗi ngón rời nhau cũng không có nắm tay. Thể của nắm tay là không. Do duyên hợp giả có, khi đủ duyên thì hợp, khi thiếu duyên thì tan, không có gì là thật. Các sự vật ở đời này là như vậy. Thể tánh là không, duyên hợp giả có. Như cái bàn này do duyên nhiều miếng gỗ rời rạc hợp lại, đồng tinh vào thành cái bàn. Đó là tướng duyên hợp. Có thể tánh, còn thể tánh nguyên là không. Như thế, từ nắm tay, cái bàn đến tất cả sự vật hiện có hình tướng ở thế gian này đều là tướng duyên hợp, thể tánh là không. Bởi tánh không, duyên hợp giả có. Cho nên Kinh Kim Cang nói, phần sở hữu tướng, che thị hư vọng, nhờ kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, phần tất cả cái gì có hình tướng đều là hư giả. Nếu nghe các tướng là thấy không thật, tức là thấy Phật. Nếu thấy rõ như vậy là chúng ta thấy bằng trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã tức là giác, giác tức là Phật. Đó là cái đoạn tôi dùng thí dụ, mà thí dụ này tôi nói rất nhiều lần rồi, quý vị nghe chắc nhớ, khỏi cần phải giải thích cho nhiều. Bởi vì tất cả sự vật ở trên thế gian này không cái gì mà tự nó sẵn có, đều phải duyên hợp. Mà duyên hợp thì đều là không có thể tánh. Nếu cái thể tánh nó có rồi thì không có duyên hợp, mà đã duyên hợp thì không có thể tánh, cho nên là tánh không. Bây giờ tới tiếp cái đoạn kế. Từ sự vật cho đến thời gian không gian cũng không có cái gì là thật. Về thời gian chúng ta đã đặt ra thời quá khứ, thời hiện tại, thời vĩ lai. Khái niệm về thời gian được căn cứ trên sự khoan của trái đất, rồi phân định ra ngày, tháng, năm, thời tiết của ta. Như vậy thời gian không có thật, hướng nữa là trên thời gian không thật đó, phải đặt ra ngày giờ tốt xấu của ta. Trên cái mê thêm một lớp mê khác, trên cái lầm thêm một lớp lầm khác nữa, thành tập quán quen của ngàn đời không dám bỏ. Cho đến việc gầy dựng gia đình, xây cất nhà cửa cũng phải coi ngày tốt, tốt xấu. Nhất là các Phật tử trước khi làm việc gì cũng đến chùa nhờ thầy cô xem lịch, lựa ngày tốt cho công việc được tốt đẹp. Nhưng thử hỏi có gia đình nào nhờ xem lịch mà được hạnh phúc suốt đời hay không? Có nhà cửa nào nhờ xem lịch mà suốt đời không bị hư?